Thanh Tân A3. Thanh Tân A3 à. Đường đi lên núi nè, đây là núi nè. Thì xưa đây là núi lửa nha. Mà hết núi lửa rồi, còn nước nóng thôi. Đây là tự nhiên nha. Đi thẳng lên đó là tới đâu anh? Xuống cái khe núi, à khe nước. Đây là xuống cái khe nước. Đi thẳng đây là vừa hưu sao à. Vừa hưu sao với là trang trại. Chúng ta chơi mạo hiểm đây nè, đó. Phía trước là có cặp vợ chồng à, ta cũng đi chơi luôn. Tôm né ra. Đó. Đu dây tặc răng. Đu dây tặc răng. Đây, quay cái trò đu dây tặc răng. Anh đứng yên lại để em quay nha. Chúng tôm nè. Nè, cái gì sợi dây này, nhìn kỹ sẽ thấy được cái sợi dây đó. Sợi dây điện á. Vườn hưu sao đó các bạn nè, đó phải đây để thấy cái bảng không mà giới thiệu cho những cái con hưu rất là cực kỳ đặc cưng luôn. Vườn hưu sao đây là cái con hưu tượng gỗ nha, quệ vô luôn. Hưu không bị cưng á à. Chắc chỉ ban ngày thôi, tối không ai vô đây đâu không? Đó là con em chỉ. Vô đây là có con hù hả? Đó, hù. Vô đây quay hù. Không, không, không.
cơm cái này đi. Con cái sừng mọc vậy? Con hô sơn có cái sừng hả? Nó bị gãy rồi. Không biết luôn. Con hô này nó có hai cái sừng nè. Như là cái con hô xa xa đó là cái con hô đẹp nhất ở đây hay gì? Sừng nó đẹp. Con hươu đang lấy ảnh nè. Con hươu này là bắt ống kính ghê sợ. Em quay lâu xíu. Đợi 8 phút đi em quay qua em chụp hình cho. Ở đây là có hai con hươu gọi là hả, hoa hậu. Mấy con hươu kia từ sau sân đẹp. Con kia kìa, nó đang muốn chụp hình hay sao á, nó nhìn mình. Đào kiểu nó chứ.